Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Nếu bạn đang sử dụng giọng đọc Google để làm video thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn một giọng đọc trên cấp cúp để các bạn có thể làm video. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video ha. Rồi, bây giờ các bạn mở cấp cấp lên ha. Các bạn chọn dự án mới nè. Ở đây có hình ảnh hoặc là video, mình sẽ chọn hình ảnh nha. Rồi chọn thêm. Ở đây các bạn chọn văn bản nè. Rồi các bạn chọn thêm chữ. Ở đây mình sẽ nhập cái nội dung vô đây. Mình sẽ nhập là anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi chọn vào dấu tích nè. Tiếp tục các bạn chọn là đọc văn bản. Các bạn chọn là tiếng Việt. Có thanh niên tự tin và cô gái hoạt ngôn. Bây giờ mình sẽ chọn là thanh niên tự tin. Anh nhớ em nhiều lắm. Rồi nhấn vào dấu tích để hoàn thành. Rồi nhấn vào nút play để chạy nè. Anh nhớ em nhiều lắm. Đó, vậy là xong nghe các bạn. Mình xin tạm dừng video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.